Vâng, mến thưa quý anh chị và các bạn, hiện giờ mình đang đứng ở bãi biển Sầm Sơn ở Thanh Hóa. Vào cuối chiều thứ năm, bãi biển Thanh Hóa rất là đông về Sầm Sơn. Cách đây khoảng 3 năm thì bãi biển ở Sầm Sơn Thanh Hóa chúng ta rất là vắng. Nhưng khoảng 3 năm đổ về đây thì ngành du lịch cũng như là văn hóa thông tin của tỉnh Thanh Hóa làm công tác marketing rất là tốt. Nên bây giờ, cái việc bạn thấy không, mới chiều thứ năm thôi nhưng mà cái lượng khách đổ về biển Sầm Sơn của chúng ta rất là đông. Cũng chia sẻ đến quý vị các bạn luôn là mình bốc lịch cho công ty đi du lịch, nhưng mà đến cho thời điểm mà mình bốc vào cuối tuần thì không còn cái khách sạn nào nữa. Chính vì thế mà hôm nay mình phải chuyển vào chiều thứ năm. Hôm nay xin giới thiệu đến quý vị anh chị và các bạn là cái cách mà chúng ta xác định được những cái mà cái vùng an toàn và những cái vùng nguy hiểm của cái lúc mà chúng ta đi tắm biển, để đảm bảo cái chỉ số an toàn cho quý vị anh chị và các bạn cũng như là người thân chúng ta. Như quý vị và các bạn đang nhìn thấy ở đây là nó có một cái tấm biển mà đang còn cấm, là nó cảnh báo là đây là vùng nguy hiểm. Đây, đấy, cấm tắm, đúng không ạ? Người ta cũng viết lên trên những tảng đá những cái chữ màu sơn trắng là cấm tắm, bởi là vùng này là vùng nguy hiểm. Thì khi mà quý vị các bạn đi du lịch ở biển thì quý vị các bạn xác định được là đâu là những vùng nguy hiểm, thì hôm nay là kênh Top Người Mèo Hay xin chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn như sau. Tại sao mà ở đằng này lại tắm đông như thế mà đằng này lại không có người? Quý vị các bạn nhìn thấy ở trên bãi biển những con sóng mạc đầu mà xô từ ngoài biển vào, những con sóng cao, đấy là những cái vùng mà vùng an toàn tắm được. Còn những cái vùng mà sóng nó ít đi một chút hoặc nước nó lặng hơn, chẳng hạn như tôi lấy ví dụ là cái vùng này, thì vùng này là nước cái dòng đối lưu của nó là chảy từ trong bờ chảy ra ngoài biển, nên cái lúc mà chúng ta mà tắm cái vùng này là nó sẽ cuốn chúng ta ra ngoài xa, ra ngoài khơi. Bởi vì cái dòng đối lưu của biển thì quý vị và anh chị các bạn đã biết là như cái dòng đối lưu là nó sẽ có nước từ ngoài khơi để ập vào bờ. Đồng thời nước cái lượng nước đó nó cũng ở trong bờ mà nó đi ra ngoài biển khơi. Nó phải có nước đi ra. Chính vì thế là những cái con sóng bạc đầu đấy là những cái vùng nước mà an toàn, bởi vì sóng ngoài ập vào khi mà chúng ta mà có đi vào tắm vào vùng biển đấy thì nó chỉ là đẩy chúng ta vào bờ mà thôi. Còn những cái vùng sóng mà nó lặng như thế này, đây là những cái vùng mà đưa dòng đối lưu từ nước ở từ trong bờ nó đi ra ngoài biển khơi, nó sẽ kéo chúng ta ra bên ngoài biển nếu mà chúng ta rơi vào những cái vùng này. Chính vì thế mà khi mà quý vị anh chị và các bạn chúng ta đi tắm biển, chúng ta hãy đừng có vội vàng mà chúng ta nhảy xuống biển tắm luôn, mà chúng ta hãy đứng quan sát ở trên bờ những cái vùng đối lưu mà nước có thể là từ trong bờ đi ra phía ngoài biển khơi. Một cô em gái xinh quá và ba vòng rất là đẹp. Đấy là cái cách mà chúng ta mà xác định được cái vùng tắm an toàn. Thì quý vị các bạn nên nhớ là những cái vùng mà nước lặng là những vùng không phải là an toàn, mà đấy chính mới là những cái vùng nguy hiểm, bởi vì là nước nó sẽ dạt từ trong bờ nó kéo ra ngoài biển khơi và sẽ kéo chúng ta ra ngoài biển khơi. Vì thế quý vị các bạn không nên tắm những cái vùng đấy. Ở đây thì ngoài biển Sầm Sơn, ngoài những cái địa danh thắng cảnh ra thì còn có những cái con người rất là thân thiện và rất là xinh gái. Ở đây quý vị các bạn cũng đang thấy là có một em gái em đang chụp ảnh, chắc là cũng để lưu lại những cái kỷ niệm của mình khi mà đi biển Sầm Sơn tuyệt đẹp này. Đây là những em gái đang lưu giữ những bức hình. Ở đây quý vị các bạn cũng thấy xa xa có một em rất là xinh. Xinh quý vị các bạn ạ, ba vòng rất là xinh.
Còn ở đây là có một em thì tùy vào cái việc bạn chúng ta đánh giá thôi. Đây, rất là hot đúng không ạ? Đây là nhiếp ảnh gia cho em đấy. Một nhiếp ảnh gia xinh xắn. Thì cũng như quý vị các bạn đã biết, ở ngoài kia là có hai cái cờ. Hai cờ này nó cắm, nó có nhiều mục đích, nhưng mà cũng nó đồng thời là báo hiệu cho chúng ta là vùng mà ngoài cờ đấy là vùng nguy hiểm, chúng ta không nên ra ngoài khỏi hai cái cờ đấy. Đồng thời ở xa thì chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà nó sẽ có một cái dãy lớp phao nổi lên và sẽ hướng dẫn chúng ta là chúng ta không nên bơi qua những cái vùng phao đấy. Bởi ngoài chúng ta mà ra ngoài những vùng pháo đấy là những cái vùng mà chúng ta cảm thấy rất là nguy hiểm. Ô, em xinh đẹp đâu rồi, đây rồi. Ở đây là một em tự sướng. Ngoài ra bãi biển của chúng ta thì không thiếu những cái cảnh đẹp để giúp cho chúng ta là tìm hiểu thêm, cũng như lưu giữ những cái bức hình mà cảm thấy là yêu quý nhất để gửi đến bạn bè cũng như là tải lên các mạng xã hội của mình. Đây là chú cá heo mà cùng nghĩ chụp ảnh từ lúc nãy. Đấy là cái kênh Tốt Mềm Méo Hay ngày hôm nay, là xin giới thiệu đến quý vị anh chị và các bạn cái cách mà chúng ta xác định được cái vùng tắm an toàn và vùng tắm không an toàn khi mà chúng ta đi biển. Hy vọng rằng là quý vị anh chị và các bạn sẽ có những cái ngày nghỉ vui vẻ cùng với gia đình chúng ta thật an toàn đến những bãi biển rất là đẹp. Kính mong quý vị các bạn chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách là nhấn nút like, đăng ký để giúp kênh ngày có nhiều video là hấp dẫn hơn để phục vụ đến quý vị anh chị và các bạn. Một nữa xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn. Kính chúc quý vị các bạn một có những ngày nghỉ vui vẻ và thú vị.